Hello, Quỳnh xin chào mọi người ạ. Và hôm nay trong video này Quỳnh xin cập nhật lại cái bảng giá của RM5V3. Mẫu xe này cái thời điểm trước thì bên Quỳnh đang hết xe, nhưng mà may mắn là hôm nay bên Quỳnh có về một lô mới gồm 3 chiếc, bao gồm một chiếc màu đen nhám và hai chiếc màu xanh GB. Cho nên Quỳnh xin phép cập nhật bảng giá mới nhất cho các bạn, để những bạn nào đang quan tâm mẫu xe này có thể mua xe để có thể sử dụng trong dịp Tết này ạ. Vâng, chiếc màu đen nhám bên Quỳnh đang có một chiếc có giá là 68 triệu, màu xanh GB có hai chiếc giá là 65 triệu ạ. Với bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Quỳnh tối thiểu từ 15 triệu trả trước kèm theo thẻ căn cước gắn chip là có thể mua được xe rồi. Vâng, số lượng xe có hạn, đặc biệt là màu đen nhám. Cho nên nếu bạn nào quan tâm thì có thể inbox trước cho Quỳnh để Quỳnh tư vấn và báo giá cụ thể cho các bạn. Vâng, đặc biệt là bên Quỳnh đang có chương trình đó là hỗ trợ cho những khách hàng đặt cọc cho xe. Các bạn sẽ được tặng ngay một thẻ tiền mặt trị giá 500.000 giảm trực tiếp vào giá xe luôn ạ. Ban đầu ý, thì khi mà dòng xe RM5V3 dừng sản xuất đã được gần 1 năm rồi, Yamaha có ra dòng xe RM5V4. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà ra RM5V4 thì cái mẫu R3 này, mẫu V3 thì sẽ bị cạnh tranh rất là nhiều. Song thực tế chúng ta thấy rằng với cái giá với phiên bản V4, phiên bản phanh CBS có giá là 75 triệu. Bản ABS có giá là 65 triệu thì những cái mẫu xe V3 đang có giá hơn 60 triệu, 65 triệu này thì đang cực kỳ hot ạ. Vâng, với cái giá rất là hợp lý, kiểu dáng thiết kế vô cùng là khỏe khoắn thể thao thì những cái mẫu xe này đang được coi là mẫu xe hot và hiếm. Cho nên những bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe này hãy vui lòng inbox cho Quỳnh sớm để được tư vấn và báo giá để các bạn có thể mua được một chiếc xe ưng ý với mức giá hợp lý nhất các bạn nhé. Vâng, địa chỉ của bên Quỳnh là Yamaha Hương Quỳnh tại đối diện cổng công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh ạ. Số hotline của Quỳnh là 0973680182. Quỳnh rất là mong muốn có cơ hội phục vụ hỗ trợ các bạn ạ. Và Quỳnh cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của Quỳnh và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo của Yamaha Hương Quỳnh ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.